Xuất khẩu lao động gì mà gây tranh cãi? Tại sao nhiều người quyết định đi xuất khẩu lao động? Bạn nhận được những gì sau khoảng thời gian xuất khẩu lao động? Chúng ta đã thấy rằng có một số quan điểm cho rằng người Việt đi xuất khẩu lao động chính là đang bán mình với giá rẻ, thậm chí còn gọi họ là nô lệ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người tìm cách để được đi xuất khẩu lao động. Vậy liệu họ có đang bán mình với giá rẻ hay không? Và nếu đúng như vậy thì tại sao họ vẫn đi? Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Đào Quang Trung. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề này nhé. Đầu tiên chúng ta hãy bắt đầu bằng ví dụ, bằng câu chuyện với một anh chàng kỹ sư ô tô với 5 năm kinh nghiệm, đã có công việc ổn định với mức lương là 15 triệu đồng. Tuy nhiên, anh đã xin nghỉ việc và vay tiền để làm thủ tục xuất khẩu rộng sang Nhật Bản. Một cái quyết định có thể khiến nhiều người tự hỏi về lý do tại sao công ty Nhật Bản đã đề nghị mức lương với 17 triệu nhưng anh vẫn quyết định rời bỏ công việc hiện tại. Điều này thể hiện rằng mức lương và cơ hội ở nước ngoài hấp dẫn đối với nhiều người. Mặc dù có thể có nhiều lý do khác nhau cho quyết định của anh chàng này, một yếu tố quan trọng có thể được xem xét để phân tích tại sao người ta tham gia vào xuất khẩu lao động. Đầu tiên, mức lương là một yếu tố quan trọng. Mặc dù mức lương tại Nhật Bản có cao hơn, nhưng với một lợi ích khác mà người lao động thường đánh giá cao hơn, đó là điều kiện làm việc, an toàn và tiêu chuẩn lao động. Nếu công việc tại Nhật Bản đảm bảo môi trường làm việc tốt hơn, đáng tin cậy hơn, điều này có thể là một yếu tố quyết định quan trọng. Bên cạnh đó, cơ hội phát triển nghề nghiệp và học hỏi kiến thức mới cũng có thể là lý do quan trọng. Nhiều người có thể xem việc làm việc ở Nhật Bản là cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn hoặc là kỹ năng, và sau đó có thể áp dụng chúng khi trở về Việt Nam. Việc này có thể giúp cho họ có cơ hội tốt hơn trong tương lai. Và đó là một phần của quyết định đằng sau việc tham gia xuất khẩu lao động. Như vậy, câu chuyện của anh chàng kỹ sư ô tô không chỉ là một ví dụ về việc làm và đi làm việc ở nước ngoài để kiếm lương cao hơn, mà còn thể hiện sự cân nhắc kỹ lưỡng về các yếu tố khác nhau như là môi trường làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp và khả năng học hỏi. Điều này đã thúc đẩy chúng ta suy ngẫm về động cơ và quyết định của người lao động trong việc tham gia vào xuất khẩu lao động. Thông tin thống kê cho thấy rằng người Việt đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài là vô cùng đông đảo, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Năm nay có khoảng 110.000 người Việt đi xuất khẩu lao động, với số lượng tăng lên gần như 143.000 người vào năm ngoái. Nhật Bản là một quốc gia tiếp cận với nhiều nguồn lao động Việt Nam nhất, với 67.300 lao động, theo sau đó là bởi Đài Loan là 58.600, còn Hàn Quốc là 10.000 và Singapore là 1.822. Một số người cho rằng Việt Nam bán mình với giá rẻ khi đi làm công việc chân tay ở nước ngoài. Tuy nhiên, thực tế là 90% người đi xuất khẩu lao động làm việc công việc phổ thông, không phải là công việc chất lượng cao. Trong thời gian gần đây thì việc tuyển dụng lao động tại Việt Nam ở một số thị trường như Nhật Bản hay các nước khác chủ yếu là theo diện thực tập sinh. Bất kể trình độ học đại học, cao đẳng hay là trung cấp hay vừa tốt nghiệp phổ thông, họ thường được xếp vào nhóm học việc và nhận lương tối thiểu trong vòng 3 năm hợp đồng. Mục đích ban đầu của chính sách thực tập sinh là để chuyển giao kiến thức cũng như là kỹ năng từ các quốc gia này sang Việt Nam. Tuy nhiên, một khảo sát cho thấy rằng nhiều người đã phải bỏ ra một cái số tiền lớn để được sang Nhật, và 67% trong số họ cho biết rằng không học được bất kỳ một kỹ năng nào trong quá trình làm việc tại Nhật. Điều này đã khiến cho nhiều người phải gia hạn hợp đồng tại Nhật nhiều năm nữa, thay vì phải trở về và sử dụng những kiến thức mới học để được phát triển tại đất nước. Việc cân nhắc cả hai mặt của vấn đề xuất khẩu lao động là quan trọng để có cái nhìn cân bằng và hiểu rõ hơn về quyết định của người lao động. Mặt tích cực của việc đi làm việc ở nước ngoài như đã đề cập là khả năng nhận mức lương cao hơn và những điều kiện làm việc tốt hơn so với tình hình tại Việt Nam. Điều này có thể giúp họ cải thiện cuộc sống cá nhân và tạo cho cơ hội gia đình ở quê hương. Mức lương cao hơn tại nước ngoài có thể giúp họ giải quyết các vấn đề tài chính và cải thiện chất lượng cuộc sống, như đầu tư vào nhà, ở và giáo dục cho con cái và tiết kiệm cho tương lai. Ngoài ra, điều kiện làm việc tốt hơn, tiêu chuẩn an toàn lao động hơn thì có thể giảm bớt về các áp lực rủi ro về sức khỏe của người lao động, tạo điều kiện tốt hơn cho sự phát triển cá nhân cũng như là nghề nghiệp. Một điểm quan trọng khác là số người thậm chí là chọn gia hạn thời gian làm việc ở nước ngoài thay vì trở về quê hương. Điều này thể hiện rằng họ đã tìm thấy môi trường làm việc và cơ hội phát triển mà họ coi là lý tưởng. Các người lao động này có thể thấy rằng
môi trường làm việc ở nước ngoài đáng tin cậy hơn và mang lại nhiều lợi ích hơn so với việc trở về quê hương. Tuy nhiên, cần nhớ rằng việc tham gia xuất khẩu lao động không phải lúc nào thì cũng thuận lợi và không có rủi ro. Người lao động có thể phải đối mặt với những thách thức như các thách thức về khác biệt làm việc, ngôn ngữ và văn hóa mới, xa gia đình và bạn bè và mất đi những mối quan hệ xã hội quen thuộc. Hơn nữa thì có những trường hợp mà người lao động không thể tìm thấy công việc ổn định hoặc không học được một kỹ năng mới trong quá trình làm việc ở nước ngoài. Tóm lại thì việc tham gia xuất khẩu lao động có cả mặt tích cực và mặt tiêu cực. Người lao động thường đưa ra các quyết định dựa trên tình hình cá nhân và ước mơ của họ. Và quyết định này có thể có sự ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và tương lai của họ cũng như đất nước Việt Nam. Trong video ngày hôm nay thì Đào Quang Trung đã thảo luận về một số góc nhìn về việc xuất khẩu lao động của người Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy rằng vấn đề này không đơn giản và cần xem xét từ nhiều khía cạnh khác nhau. Điều mà rõ ràng chúng ta có thể thấy đó chính là việc có thể giúp chúng ta có một thu nhập tốt hơn cũng như là cải thiện cuộc sống. Vậy bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy cùng để lại ý kiến ở dưới phần comment nhé. Hãy like và share video này với nhiều người bạn hơn. Cũng như hãy đăng ký kênh của Đào Quang Trung để nhận được những thông báo về những video mới nhất mỗi ngày. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã xem hết video của Đào Quang Trung. Và nếu như bạn yêu thích video này, hãy cho mình một like, một share và bấm vào vòng tròn ở giữa màn hình để đăng ký kênh của Đào Quang Trung. Và cùng comment để bàn luận thêm về các chủ đề mà bạn quan tâm. Mình sẽ sẵn sàng giải đáp cho các bạn.